Dạ vâng, em xin chào anh chị ạ. Tay cầm đã lắp xong, bây giờ mình có thể bật máy được rồi ạ. Và nút này nút khẩn cấp, là khi mà mình gặp vấn đề khẩn cấp mình ấn vào được ạ. Khi bây giờ mình vừa nhận máy về là mình phải mở nút ra ạ. Vặn, phát nó ra. Vặn xong rồi mình bật cái này chìa khóa liền được ạ. Vâng, ok. Màu sắc nó là lên và màn hình nó là vào. Vâng, vào bên đây mình có thể chọn ạ. 1064532, những cái này mình tùy theo mình chọn những cái đầu mà mình cần bắn vào được ạ. Dạ vâng. Đây là đầu bắn của nó. Đây là đầu bắn của máy ạ. Đầu bắn của máy đây có 532. Và đây 1064. Và đây 1064. 1064 này F0 và 1064 nhá. F5 cộng nó hai cái giải quyết hai cái vấn đề khác nhau ạ. Đây là bộ đầu của nó. Vâng, và bây giờ bên màn hình giao diện em bắt đầu hướng dẫn bên màn hình giao diện ạ. 1064 mình ấn theo vào. Vâng, và đây là màn hình giao diện của nó. Bây giờ em hướng dẫn anh chị ở bên trong của màn hình giao diện ạ. Đầu tiên bên dòng tay trái đây, bên dòng này là dòng tần số, của nó. Ý nghĩa của dòng tần số này là anh chị ấn, anh chị đạp phát bàn đạp nó ra bao nhiêu phát xung cho anh chị ạ. Ví dụ em đây chỉ có đến 1 Hz thôi thì em đạp một phát bàn đạp trong 1 giây nó chỉ ra một một cái tia ánh sáng cho anh chị. Nếu mà em điều chỉnh lên cao lên, em điều chỉnh 2, 3, 4 và em khi đó em bỏ đặt một phát bàn đạp và nó ra liên tục 2, 3, 4 phát xung cho anh chị luôn ạ. Đây là tần số, ý nghĩa của tần số ạ. Và cái ở giữa đây, là số shot của nó, số shot là bắn bao nhiêu. Cái này số shot này mình có thể reset được cái số shot này lại cho anh chị được ạ. Vâng, đây là số shot là đã cái con máy này đã bắn bao nhiêu ạ. Và cái dòng ở dưới đây, phòng ở dưới đây là dòng tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là có nó có một cái tia đỏ đỏ dẫn đường cho anh chị ạ, gọi là tia hồng ngoại, tia dẫn đường ạ. Và anh chị có thể bật lên ạ, ấn on đó, bật lên được ạ. Và dòng bên tay phải này, dòng cuối cùng dòng bên tay phải này, 50 đây là về bên cái năng lượng của nó. Anh chị có thể theo cái bước sau, theo cái của anh chị, cách bắn của anh chị, anh có thể điều cao được thấp được. Ví dụ một cái vùng, ví dụ anh chị bắn nám hoặc là bắn xóa xăm, năng lượng thấp anh, anh chị điều không được thì anh chị có thể dần dần tăng cái năng lượng cao này lên ạ. Năng lượng này là em đề nghị anh chị là khi bắn là phải bắn cái năng lượng thấp nhất. Vâng, bắn năng lượng thấp nhất là 50 mg, 50 bắn trở lên. Ví dụ 50 mà anh chị thấy bắn không được, thấy bắn không nó không xóa được màu, anh chị có thể dần dần tăng lên 100. 100 bắn không được anh chị tăng lên 150 hoặc là tăng 200. Thường thường con máy này, bạn anh chị bắn 1 đến 200 về bên xóa chân mày là được rồi ạ. Khi mà anh chị gặp về bên bắn xóa nám, ra nó bắn nám nó đã mờ rồi thì anh chị lúc đấy là phải cần năng lượng cao lên để nó bắt, nó sắc tố bắt mạnh hơn để nó bắn chị nám gọn hơn ạ. Vâng, và dưới có model 1, model 2, model 3 này, về bên cái model của nó. Model này anh chị có thể tùy chọn khi mà anh chị cách bắn những cái khách. Ví dụ anh chị muốn bắn chân mày thì anh chị có thể gài dữ liệu vào trong đây. Khi mà anh chị làm thì anh chị chỉ cần model 1 là nó sẽ ra cái model mà anh chị đã gài. Model 2 là về model bắn nám thì lúc đấy thì nó sẽ ra một cái năng lượng bắn nám cho anh chị. Model 3 là model về bắn xóa xăm thì lúc đấy nó sẽ ra bắn xóa xăm cho anh chị. Những cái model này thì anh chị có thể tự cài là được ạ. Ví dụ anh chị là một cái nhân viên mới chưa quen thuộc máy, anh chị đến 1 Hz và năng lượng anh chị có thể điều đến 100. Và về bên cái model này thì anh chị lưu step về, anh chị lưu về. Và khi đấy em bật máy, tắt đi, em bật máy lại thì em ấn model 1 là nó sẽ ra một cái năng lượng cũ cho anh chị ạ. Là năng lượng mà anh chị đã phù hợp anh chị bắn ạ. Vâng, và bên đây là cái ready, là sẵn sàng. Vâng, nó kêu tách một cái là năng lượng đã sẵn sàng rồi, anh chị chỉ cần đặt bắt bàn đạp và có thể bắn được rồi anh chị ạ. Vâng, bây giờ em hướng dẫn anh chị về bên cách lắp đầu chỉ điều ạ. Dạ vâng, đây là đầu trị liệu của máy ạ. Anh chị lắp rất dễ ạ, anh chị đun vào rồi vặn. Chỉ cần vặn chặt nó được ạ. Và anh chị đây có thể thấy ạ, một cái đỏ đỏ, tia đỏ đỏ đây là tia hồng ngoại, tia dẫn đường, tia đỏ đỏ, tia hồng ngoại, tia dẫn đường ạ. Vâng, và em bây giờ em hướng dẫn về bên cách bắn cho anh chị luôn ạ. Đầu tiên, ví dụ ạ. Đầu tiên ví dụ như là mình bắn về bên bắn xóa chân mày. Thường thường xóa chân mày là mình để năng lượng phải để năng lượng thấp nhất ạ. Để năng lượng thấp nhất và về bên cái cách cái khoảng cách, từ cái chân mày đến cái tay tay cầm đây mà mình để phải để gần ạ, để áp sát để gần để bắn ạ. Chứ mình không để dơ cao được. Dơ càng dơ cao năng lượng càng cao ạ. Mình bắn chỗ chân mày, chỗ nhạy cảm này là mình phải để cái tay cầm này là mình phải để áp sát nó bắn ạ. Vâng, để áp sát chân mày bắn. Vâng, mình nghiêng vậy cũng được hoặc mình để thẳng cũng được. Thường thường chuyên nghiệp là họ để nghiêng về bắn ạ. Vâng, họ đến nghiêng vậy xong rồi mình điều chỉnh năng lượng. Năng lượng thì em đề nghị là anh chị bắt đầu từ 50 bắt đầu trở lên.
50 bắt đầu năng lượng thấp nhất trở lên. Rồi anh chị bắn, dần dần anh chị bắn một phát, anh chị xem cái năng lượng này có thể xóa được cái chân mày của anh chị không, của khách không. Nếu mà cái năng lượng này không xóa được cái chân mày của khách, anh chị nâng cao lên. Nâng lên 100. Vâng, nâng lên 100 là phải bắn chỗ khác, không được phải bắn, không được bắn chỗ cũ ạ. Mình phải bắn chỗ khác, nếu mà bắn chỗ cũ là năng lượng nó sẽ trùng chất, nó sẽ dịa ra máu cho khách ạ. Mình phải bắn chỗ khác, mình bắn sang chỗ khác, mình xem coi năng lượng này có đủ để xóa được cái chân mày màu sắc này của khách không. Nếu mà cái năng lượng này đủ thì anh chị cứ để cái năng lượng này bắn lại, bắn bắt đầu từ đầu trở đi, bắn lại cả một cái chân mày cho khách. Nếu mà cái năng lượng này không đủ thì anh chị có thể tăng lên tiếp. Anh chị phải nhớ rằng năng lượng anh chị tăng lên, chỉ cần tăng lên đủ một mức năng lượng mà anh chị thấy nó xóa được cái màu sắc là được, không phải là càng mạnh càng tốt anh chị ạ. Càng mạnh càng tốt, cái tổn thương của nó cũng dần dần tăng lên ạ. Và tần số này ví dụ anh chị mà bắn về bên cái chân mày anh chị về sau quên tay, quên thạo tay, anh chị có thể đi dần dần cao lên. Anh chị quên tay rồi đi dần cao lên không sao. Nếu mà anh chị vừa luyện tay nghề vừa học mà không có tự tin mấy thì em đề nghị là anh chị đến tần số 1 mà bắn ạ. Bây giờ em bắn thử cho anh chị xem ạ. Vâng, mình sẵn sàng năng lượng xong, mình ấn ready là sẵn sàng. Vâng, khi mà mình không bắn cho khách nữa thì mình ấn standby là tắt đi ạ. Còn mình khi mà bắn thì mình phải ready sẵn sàng và mình đạp bàn đạp để bắn ạ. Vâng, bây giờ em bắn trực tiếp lên tay cho anh chị xem ạ. Còn đây là một cái tia dẫn đường ạ. Vâng, mình cứ bắn từ từ một phát phải bắn ạ. Anh chị phải xem coi nếu mà cái năng lượng này có bắn đủ được không. Nếu mà năng lượng này không đủ gì cả, vâng, thì anh chị có thể tăng năng lượng lên. Vâng, dần dần tăng năng lượng lên. Vâng, anh chị dần tăng năng lượng lên rồi xem cái năng lượng này có đủ bắn hay không ạ. Nếu mà đủ bắn rồi thì anh chị không cần phải tăng nữa, nếu mà không đủ bắn thì anh chị phải dần tăng cao lên ạ. Tăng cao lên một mức năng lượng mà anh chị thấy cái năng lượng này đã đủ bắn được rồi, bắn rất ok thì anh chị cứ để cái năng lượng này bắn. Anh chị thấy cái năng lượng này đã đủ bắn cho khách, xóa được màu sắc rồi thì anh chị cứ để đủ năng lượng để cái năng lượng này bắn là được, không cần phải để cao lên, không cần để thấp lên. Trừ khi mà anh chị thấy nó bắn nó năng lượng mạnh quá thì anh chị có thể dần dần để thấp xuống được ạ. Nếu mà năng lượng mà nó chỉ là đủ anh chị đã để đủ xóa màu rồi thì anh chị không cần phải nâng cao gì hết ạ. Vâng, anh chị cứ đi từ từ. Vâng, anh chị cứ để thấp vậy này, để thấp nhất vậy, rồi đi từ từ trên tay. Vâng, cứ đi từ từ trên tay, không cần phải vội ạ, đi từ từ trên tay là được ạ. Đi rồi anh chị cảm thấy năng lượng này nó đã không bắn được rồi thì anh chị để năng lượng lên cao vào bắn. Vâng, và một vị trí anh chị chỉ làm được chạy một lần, không được chạy quá 3 lần, nhiều nhất chạy 2 lần, không được chạy quá 3 lần ở một vị trí. Và một tháng sau, 28 đến 30 ngày sau, anh chị bắn lại tiếp một lần nữa là một liệu trình phải cách 28 ngày anh chị ạ. Vâng, đây là về bên 1064 và 532 cũng như nhau ạ. Vâng, 532 chị ấn vào năng lượng đều như nhau hết, màn hình đều như nhau hết, anh chị muốn chỉnh như thế nào đều như cái lúc nãy em hướng dẫn cả. Vâng, và máy này em xin hướng dẫn đến đây ạ.